nghiệp, tình cũ màn ảnh đàm tùng vận, thăng hạng sự nghiệp sau dự án quy lộ, tình cũ đàm tùng vận thăng hạng sự nghiệp. Tỉnh Bách Nhiên năm ngoái đã hợp tác với đàm tùng vận trong bộ phim lãng mạn quy lộ, nhận được không ít sự chú ý của khán giả. Gần đây anh và nữ diễn viên Châu Y Nhiên đã cùng nhau cho ra mắt dự án Huyền Nghi Tân Sinh, một bộ phim Trung Quốc đầu tiên hợp tác với Netflix, thu về hiệu quả chiếu vô cùng đáng kinh ngạc, tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia. Phim không chỉ thống trị danh sách phim truyền hình được yêu thích nhất trong ngày mà còn đánh bại siêu phẩm Hàn Quốc Lữ Hoàng Nước Mắt Queen of Tears để giành top 1 phim có số lượt xem cao nhất Netflix Đài Loan. Mặc dù là dự án chuyển thể, nhưng trên thực tế nội dung phim đã được thay đổi khá nhiều đi so với nguyên tác. Phim cũng như kết thúc làm khán giả càng thêm tò mò về các tình tiết trong phim cũng như kết thúc của nhân vật. Bên cạnh những cú twist khó đoán, Tân Sinh còn gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời của Tỉnh Bách Nhiên khi diễn giảm tâm lý nhân vật phí khả Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận có ngoại hình biến đổi liên tục từ học sinh đến khi trở thành một thanh niên có sự nghiệp rực rỡ, cùng một lúc đóng 6 nhân vật với 6 tính cách khác nhau, nhưng Tỉnh Bách Nhiên vẫn thể hiện vô cùng xuất sắc khiến dân tình không khỏi nổi da gà. Phí Khả được khán giả đánh giá là vai diễn mang tính thử thách nhất trong sự nghiệp của Tỉnh Bách Nhiên từ trước đến nay. Thế nhưng anh vẫn thể hiện nhân vật này một cách đầy tài tình, gây ấn tượng đậm nét với người xem. Hãy theo dõi mình để chúng ta có thể biết nhiều hơn về các nữ diễn viên cuộc sống của mỹ nam mỹ nữ trong showbiz như thế nào nhé. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn một bài báo chia tay đàm tùng vận, mỹ nam showbiz thăng hạng sự nghiệp. Nếu các bạn thấy video hay, bài báo có ý nghĩa